mình đang ở cái bãi cừ của anh Nam Dũng nha, cái chỗ chiếc Komatsu 05 nè. Là hôm trước á, hôm gà chạy chắc cũng được, thành ra phát không có kêu nữa. Hả? Chú cậy được sửa gì hoài. Không mới sửa rồi. Mới sửa rồi mấy nay rồi. Chạy rồi. Bữa nay xuống rồi. Coi cái máy này nè. Cái máy này là anh phát cái điện qua là anh nó qua nói sao qua rồi. Nó nói lại ai? Nó bị vừa kêu phẹp phẹp chứ. Gì hả? Tả tưởng nó hở cò không à, xúc ốc cò, nhưng mà bữa nay hồi nãy thằng để lên là thấy có ăn rồi đó. Đuôi mạnh. Qua chạy. Qua ai? Bò hả? Trường. Con này. Này mới. Dạ. Này lính mới chưa chơi đại đâu. Mấy ngày chưa có cầu thủ gần kia. Kia nó mới cao thủ. Vậy hả? Còn Trường Minh đó hả? Em vợ hả? Trường chạy thì phải rồi. Trời ơi. Chết. Cái này là tại vì cái máy này lớp trước mới mua về là nó không bị đúng không? Ừ, nhưng mà về chạy anh Trường anh chạy là bị. Tại vì anh kéo quá. Kéo. Kéo quá hả? Ừ. Nói thiệt luôn chứ không phải nói chơi đâu. Kéo quá xì xúc bắp rồi, cháy xúc bắp rồi. Nó này cháy xúc bắp mà cháy xúc bắp hơi, có nghĩa là khi mà mình chạy mình nó nghe phạch sạch 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 sạch. Mà cái máy nó yếu xìu à, phải không? Mà bệnh cái bô e lại thì nó không có. Đúng rồi. Vậy là mình xì xúc bắp hơi. Hay hoặc là hí hí nó cũng không có nữa. Đúng rồi, hí hí gì mà nó cũng không nghe kêu nữa. Vậy chứ là cái mình bệnh cái này nó kêu kêu ngay từ cái đường này, bệnh cái đường này lại thua không kêu. Đợi hôm qua chạy với mình để nghe sạch nó có vấn đề rõ liền. Bây giờ bị cháy xúc bắp lửa hả? Xúc bắp hơi rồi, chào xúc bắp, chào buổi sáng muộn các bạn ơi. Bữa nay thằng đệ này chạy hả? Mày lên hậu quả rồi, y gan như lính sĩ đầy vậy đó. Thằng kia nó chạy hư tới thằng này là còn bị la nữa. Đừng la này, thằng này nó mới xuống hả? nhiều khi báo công vậy đó, thằng kia chạy hư xuống chữ này. Ở đây chắc không có tình trạng đó phải không? Không, qua hư rồi thôi, chạy gán về luôn á chứ. Chạy gán về, nhưng mà cái máy này xì xúc bắp rồi em ơi. Là nó nặng hôm qua. Thì nó càng ngày nó càng xì dữ, có nghĩa là cái máy này để lâu. Để lâu rồi mình nó bị xét cái môi chén, hoặc là nó xét nó chăng cho cái xúc bắp mình á. Nhưng mà nó chưa có lỡ ra. Thế mình chạy nóng nó có thể là nó cháy ở trong chỗ xét đó, nó lủng một lỗ đó. Hoặc là cái trường hợp là người ta chỉnh cò bị khích. Bây giờ mình muốn biết nó có bị cái trường hợp đó không thì gỡ nắp cò ra. Trời ơi, ổng nghe nói nó tình bật cái mình thấy nhẹ nhõm nữa, là bây giờ này mà tháo nó gấu. Giá nó nằm trong cái trường hợp quạt hay chứ quạt. Khoảng 90% là phải tháo rồi em ơi. Đó ơi. Thôi. Tính ra đậu chiếc cano tháo đặt cái máy mà lớn chạy được. Đặt máy 105 mà được không đậu? Không nổi. Nặng đến đâu? Nặng chứ. Cái máy này bữa hôm anh phát anh tả, mình tưởng là nó mới dữ dằn lắm nha, nhưng mà tả gì là sao làm máy này chạy nhiều lắm mà. Cái cuốn bô này mục gì là chạy dữ lắm chạy. Cái này à. Ừ. Góc hơi đi. Đây nhẹ các cái linh. Nhẹ cái nữa, trả lại chủ cũ rồi. Nhá cái thôi. Để nó nhá. Mày cứu không nổi em mà. Cứu không nổi. Cái bị vừa thở mà nó mòn tiêu luôn. Nó mòn á là tại vì nó đụng lên cái nắp cò. Bình thường thôi, lúc mà người ta mà thay cái cây này nè. Thay cái cây ốc chỉnh này ra, nó bị dư lên nó đụng lên nắp cò, đó là thường hồi đó giờ. Này nó xì xúc bắp hơi thì đây nè, xúc bắp hơi nè, là mà 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 ngày này mình sợ nó đổi thôi. Nhưng thật sự còn không có đổi nè, 1 nè, 2 nè, cái này đã coi rồi,
ở trên ăn cái nữa rồi, qua sụp bọc nữa rồi, sụp bắp lửa thì hiện tại thì không nghe gì. Giờ gấp không gấp thì nó chạy đi thì... về hà tính đó, này chạy không có hư mà chạy nha. Chạy nó không có hư nha. Hư thật, cái sụp bắp đâu hư chạy, nó yếu, lên ra lên tờ càng ngày nó càng yếu. Đó, thôi giờ lỡ là chạy cho các bạn mình coi cái cây. Chạy đúng chưa? Chạy đi. Chỉnh rồi chứ không phải là hở cò hoặc là xích cò gì hết, nó có bị lỗi mà lỗi hết lắm. Tắt máy cháy sức bắp, một cây bị nặng với một cây là bị nhẹ nhẹ gì mà thao rồi không bung nắp mới được. Bây giờ chạy nữa, chạy về đây đi, chạy đi giao đồ đi rồi về đây mở rồi nha, về đây bắt đầu xả nước. Ấp nắp vô đi để không sao. Ê, chứ không sao mà chạy ghé nhau mà vậy, đậu đây, đậu đây đi, gỡ nắp về thì sách về rồi gỡ nắp là làm được phải không, này làm được phải không. Ê, lật nữa lên, nữa lên đi, tại vì cái chuyện mà xì sức bắp này nó mình kỹ nó được nó hết làm kém rồi là hết à, sợ nó bị bệnh kia kìa, mấy bệnh hậu thì nó mới sợ. Bắp này là máy để lâu ngày nó bị sét nó cháy chứ không gì chứ. Cái sức bắp là cái bệnh nhẹ nhất, công gỡ rồi thôi. Sao nó mới đó, lúc mấy lấy về chạy giọt không? Giọt chạy em lắm, càng ngày càng yếu hơn. Yếu mà nó kêu hôm qua kêu nó thấy ghê luôn á, sợ. Nó kêu tại tả nghe lỗi rồi, tại vì nếu mà hở cò thì nó nghe hách 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 chứ không nghe này, còn này nó nghe sệt sệt đó. Khi cái máy này nó nổ ra là nó xì qua đây nè, xì ngược trở về cái ống hút rồi mấy ông nội ông kia ống hút vô như nó kêu sạch vậy đó. Nó về háo bồ háo quay hết luôn là nhớ xả nước nha, xả nước để hư nhớt đây nè, xả cái con nước này được rồi, con này được rồi, không cần tháo nhiều tại vì mình lấy từ nắp này lên, gỡ bồ e luôn đi. Ừ, bồ này gỡ luôn hả? Bồ lửa hả? Hay là gỡ ra đây hả? Gỡ thấp dưới thôi, cái này khác rồi, gỡ thùng này bây giờ sẽ gãy luôn. Trời ơi, ốc này hình như là có gỡ rồi phải. Nhá được này gỡ, này được thì gỡ thì dễ hơn không? Ừ, nhưng mà trước khi gỡ lấy cái đục hay cái sắt thì cắn gì nó nhớ ra, nhớ nghe. Ừ. Vậy là mấy cây này gập dáng không Pháp? Dáng như cột, một kèo, một xiên, như mấy cây này là kèo rồi, cái bự rồi nè. Hồi nãy giờ mình tính làm cột, một cột gì đó chứ cây mà người ta cho đâu có cây bự đâu, nhầm chỗ thì cho cây bự, nhầm chỗ cây nhỏ không công không quẹo về bào ngâm mà bào ra, đập vỏ mà bào ra. Rồi lấy vàng nàng đó mà. Của cái này là của ở dưới kinh 8 như người ta cho rồi. Cho rồi ai cưa? Có mấy ông bên cưa được. Bên đầu cưa riêng ha, còn bên mình thì chỉ lấy mà. Mình chỉ mình nhận lấy, chỉ mình thôi. Mình về ban sự sẽ anh quên. Có từng khâu ha, nhiều khi mấy ông cưa mà không có. Vừa ảnh mấy ông kia một tóp nữa, vừa ảnh một tóp ở bản súng lại mấy ông bào rồi ông cưa rồi mấy thạnh nhà nó với gian nan lắm. Bắt cây là cực. Mà làm chi cực pháp. Lấy mấy cây trụ này mình cho cái thuốc chơi rồi. Nhà mà. Người ta khen liền đó, thiệt chứ lấy mấy trụ mà cho nó phá liền. Phá liền đó. Bây giờ xong rồi phải không? Giờ bữa nay tiếp tục lên đường xong thăm nhớ cái rồi.
Vậy có tha nhất là gì không? Chưa, ổng mới hai mà không mở, thấy còn mới quá chưa thay nữa. Thôi ơi, anh thay đi nha. Tại sao mà không thấy còn mới? Mới không? Mới là cái máy người ta để lâu, nó lắng cái lớp cặn dưới trên rồi. Đúng rồi, là cái máy để lâu gì ta, nó phải hạ cặp te xuống. Mình xả ba cặn dưới mà không hạ thì lúc chạy nóng về dở ra thay đi. Chạy nóng ở nhà đừng đang ngồi nhà nóng mình là nó làm gọi cho mai luôn ha. Nhưng thay là lúc mà đi về, ví dụ như bữa nay là đi chạy về phải không? Xả ra. Thay lúc đó nó trộn ba cái cặn bả rồi xuống. Còn mình để tới sáng lắng lại nữa rồi chỗ xả nhất châm không. Bây giờ cho nổ lại cái nữa coi. Lần ra lớn là mất cái tiếng sạch. Để ra nhỏ còn đầy được mà còn chạy được à. Chứ nào để ra nhỏ mà đầy không được là cái thấp nguy hiểm. Chạy ra lớn giật đi, sao đó. Rồi, coi như là thành công rồi đó. Tiếc bệnh rồi. Rồi thành công một nữa rồi, sợ gỡ ra mà không biết cái gì. Thấy không đệ tử? Rồi bữa nay đi tới đâu? Bằng sự sanh quế. Bằng sự thả sanh quế là chỗ nào ta? Kinh cò vô á. Cái còn cái ban trị sự ngay chân chỗ ông Ba Lù là thị trấn. Thị trấn hả? Ừ. Quá. Chạy đi. Về đây mở ra đi, nhớ cho anh xả nước nha để hư nhớ. Đẳng có đủ đẳng nhặt đẳng không có chỗ đậu á. Về ghế quá trời. Mấy anh chàng này bữa nay làm gì? Đổ cột nữa hả? Trời đổ chi hoài, chỗ đâu mà sắp. Mà ở đây mà phải nói là tới sóc cừ, sóc cọc là phải nói tới anh Phát, chứ không nói anh Nam Dũng nữa. Ông kia dọn đi trên bờ. Anh hay là mày lui lên anh ơi. Bởi vậy mày lui đó. Rồi cứ chạy đi thằng nào, nào nhớ bắt này mở ra. Dạ. Nhớ bắt này mở ra. Cái vỏ bình thường nó không có gì đâu. Dạ, lấy mấy cái co dầu á. Co dầu thì lấy bọc bịch lại. Để khi mà bịch lại ha. Ừ, để khi xi măng này nó văng vô trong hư vậy. Rồi đi thôi. Mà làm mau hay là mình làm ở đây gọi đi ha, đi ra. Lâu rồi phải rồi. Thì đóng chén. Một ngày ha. Thì gỡ ra phải đóng chén rồi lại chứ phải gỡ ra sấy xíu đâu. Đi đi đi. Không hư hao gì đâu. Thì xúc bắp không chạy không hư mà nó yếu máy thôi. Mà máy này còn êm, không có tẹt ron. Chạy đi. Ừ. Ron đâu cũng mít à. Được. Đó. Đệ tử nó đi rồi đó. Rồi nhỏ cái bánh luôn. Cho mấy ổng hả? Này bánh cái cầu cũ mới sửa lên mà ta chạy chợt đó. Nóng nhựa lên luôn. Rồi mới gãi nó mi lên. Rồi nó giảm cái độ ấy lên. Này là mình chung mua cho anh ảo hay gì? Này từ thiện không à? Thì đổ là đổ hồng mua. Rồi tôi mua xong rồi chở đi làm. Mấy anh công trình đâu mà muốn ra xài ba có khi nữa là lại liên hệ với Phát nha. Lên làm thiên điện trả chứ mà. Dạ trả tiền. Thì mình thùng nhau trả vậy. Yeah. Vậy là mấy công trình là tôi xin cho không? Công trình mà từ thiện đó chứ giờ công trình mướn nè, tự xin. Nghe đâu mấy ông công trình nướng không lại chết luôn à. Rồi. Vậy hả, con báo đem lại. Ờ, mở xách cái nắp láp lại đi. Thôi vậy mình rút ra. Dạ, quên nó chết rồi. Còn hò nữa. Quên anh hò nữa. Xe sao chứ thầy mà. Ở sao hả? Để. Thôi vậy tạm biệt đây đi. Hò tính ra. Đây. Quên nữa. Con này chạy đi hụng cái hết không? Về bến rồi đó. Cậu hả?
mà chạy không nổi, nhưng mà cái máy bốn thì chạy được, tại vì ba anh kia nó lôi thằng này chạy được. Thôi mình dừng nha các bạn, hồi chút xíu lên sửa cái máy chưa có anh Hòn ở trên này nè, cái X90 nè, cái coi là sao.